trốn ở đâu trong tim của em, để hôm nào mình em cũng cứ thân thờ. Từ sáng đến tối nhìn quanh nhìn quanh hết một ngày, đêm từng giờ trôi qua, chỉ mong được gặp anh để đến bên cạnh, chỉ để nói với anh rằng là em nhớ anh. Đó là một ngày thật tình cờ, anh lướt ngang qua gợi lên bao nhung nhớ. Chỉ mất đâu vài giây em đã biết là em say. Với một người thật lời như em, chẳng bao giờ nghĩ mình có thể yêu ai. Vậy mà hôm nay em thấy em sai rồi. Nếu ai đó từ chối yêu anh thì hãy nhắm mắt lại em đến ngay luôn. Đêm 2, 3, 4 em sẽ hiện ra bắt anh về ngay. Sẽ hiện ra bắt anh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.